Thường trực Huyện ủy Tân Thạnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2024 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện. Trong quý 2 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, làm tốt công tác nắm tình hình, tâm tư, đời sống nhân dân, để kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo, giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, chính quyền địa phương, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.